Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười tôi nhặt gió trời. Mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn ràng bay. Xin chào các bạn. Bên cạnh Sơn đang là đôi loa mới nhất đến từ thương hiệu Kép, có tên là Kép LSX thế hệ thứ 2. Như các bạn đã biết thì thế hệ đầu tiên đã là một trong cái đôi loa rất hay và được đánh giá 5 sao. Thì tiếp tục vào tháng 6 năm 2022, hãng Kép đã cho ra mắt phiên bản thế hệ thứ 2 và ngay lập tức lại giành được đánh giá 5 sao vào tháng 6 năm 2022 của tạp chí What Hi-Fi. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay về đôi loa này. Mọi người có thể nhìn thấy rằng về thiết kế, hãng giữ nguyên thiết kế, nó không khác gì một tí gì so với thế hệ đầu tiên. Cái thay đổi ở đây đó là thay đổi đến từ phía bên trong, từ các cái hệ thống kết nối đã được nâng cấp này, bổ sung này, rồi tăng cường cái mức độ phân giải âm thanh khi đi qua các cái kết nối không dây. Ngoài ra thì cũng bổ sung thêm kết nối USB Type-C. Đấy, và nói chung là họ đã thay đổi về những cái về tinh chỉnh phần mềm và hợp nhất dùng phần mềm Kép Connect để có thể tinh chỉnh sâu hơn. Như vậy là vẫn sử dụng cái củ loa cũ và vẫn là công suất như cũ là 100W mỗi bên loa, nhưng thực sự là âm thanh có hay hơn một chút. Chúng ta sẽ cùng nghĩ xem loa này sẽ sử dụng ở những không gian nào là thích hợp. Theo Hải Sơn, đây là một đôi loa rất thích hợp để trên những cái bàn desktop máy tính. Chúng ta có thể sử dụng ở những cái không gian nhỏ. Đôi loa này theo kiến nghị của Hải Sơn nghe rất hay ở trong phòng khoảng dưới 20m². Với phòng dưới 20m² thì mọi người có thể nghe dạng là nghe lấp đầy âm thanh cả phòng cũng được. Còn khi muốn nghe theo kiểu trường gần thì đôi loa này nghe trường gần tiếng rất hay, rất là chi tiết, tiếng cực kỳ là hay luôn. Đồng thời âm hình sân khấu cũng lên rất là đáng nể. Chúng ta có thể để hai loa cách nhau khoảng 1m4 để trên bàn làm việc và xoay để hướng vào tai và kết nối từ PC qua. Và khi kết nối từ PC qua, chúng ta sẽ kết nối bằng đường USB Type-C. Đây là một trong cái đôi loa nó rất đa năng, nó có âm ly tích hợp ở phía bên trong. Với âm ly công suất là 70W dành cho loa woofer và 30W dành cho loa tweeter. Nó sử dụng một cái hệ thống loa có cái đường kính là 115mm. Đây là loa đồng trục và loa tweeter thì cũng bằng nhôm đặt ở phía giữa. Những cái thông tin này thì mọi người có thể lên cái trang chủ hãng để có thể tra cứu được sâu hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá đến cái phía mặt sau của loa xem các cái kết nối đó là gì nhé. Bây giờ chúng ta đã ở mặt sau của loa. Mặt sau của loa thì chúng ta sẽ thấy rằng có hai cái loa. Một cái loa là loa chính này, nó sẽ có tất cả các đường kết nối. Và một bên thì chúng ta có thể coi là loa phụ. Mỗi bên thì đều có một cái dây cắm nguồn, tức là ở bên trong này đều có âm ly và là âm ly ở từng bên loa. Chúng ta có thể kết nối hai cái loa này theo dạng không dây bằng cách là chúng ta sẽ PS pairing nó vào với nhau này. Thế là chúng ta không cần dây, chúng ta chỉ cần duy nhất cái phần dây nguồn cắm từ ổ điện nguồn vào thôi. Nhưng mà theo khuyến cáo của hãng cũng như là theo cái thử nghiệm thực tế thì chúng ta nên sử dụng cái dây 2PS này để kết nối từ cái loa chủ này sang cái loa phụ. Tại sao lại làm thế? Vì khi kết nối bằng dây ấy, nó sẽ cho ra cái tín hiệu âm thanh cao nhất là 24bit 96kHz. Còn nếu mà các bạn kết nối bằng cái phương thức không dây ấy, thì nó đạt được là 24bit 48kHz. Đấy, cho nên là có dây thì nghe hay hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn gọn gàng và chúng ta không có yêu cầu quá cao về cái mức độ phân giải âm thanh thì để không dây nghe cũng rất là hay rồi. Rồi tiếp tục là chuyển sang cái loa chính này. Chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì họ có cái phần Bluetooth pairing đằng sau. Nhưng mà cái chuẩn Bluetooth ý, nó chỉ đạt là 4.2.
Tất nhiên là hỗ trợ aptX rồi AAC, những cái codec bình thường. Nhưng mà 4.2 thì chúng ta cũng chỉ sử dụng ở trong khoảng cách 10 mét đổ lại thôi, không thể lên một cái phạm vi lớn hơn. Nhưng mà chủ đạo khi dùng cái loa này thì Hải Sơn thấy rằng gần như không ai sử dụng kết nối Bluetooth cả, tại vì kết nối mạng của nó quá tốt. Chúng ta sẽ kết nối cái phần dây network vào đây. Khi mà chúng ta kết nối dây network vào đây nhé, thì cái tín hiệu âm thanh mà cái DAC ở trong này, cái con DAC trong này nó tiếp nhận, nó lên tới cao nhất là 384 kHz, 24 bit, là mức chất lượng âm thanh cao nhất. Như vậy là có thể giải mã được các cái chuẩn PCM DSD rất là phong phú. Ngoài ra, khi mà các bạn kết nối từ máy tính, laptop hoặc là cây PC ý, thì sẽ dùng luôn cái đường USB này. Bây giờ họ dùng cái đường Type-C, mình sẽ mua cái dây hai đầu Type-C thôi, bất kỳ là có thể sử dụng được. Nếu mà cần dây dài thì chúng ta mua dây dài. Thì nó sẽ lên được cao nhất là 24 bit, 192 kHz. Rồi, còn nếu mà chúng ta dùng cái đường AUX này thì chúng ta có thể dùng những cái dây từ 3.5 ra hai đầu bông sen ấy, để kết nối các cái đầu đĩa CD hay là các cái máy phát mà âm thanh, thì kết nối qua cái đường này nhé, rất là tiện. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng với TV ấy, các bạn sẽ sử dụng cái đường này, cũng là cái đường hay mới này. Cái đường này là HDMI ARC Audio Return Channel. Như vậy là chúng ta chỉ cần một cái cọng cáp thôi, kết nối TV vào đây và nó sẽ cho ra tất cả cái tiếng âm thanh nguyên bản từ TV vào thẳng loa luôn, và chúng ta có thể điều khiển âm thanh ở TV thì cái loa này nó cũng điều chỉnh âm thanh theo luôn. Đấy. Rồi, thêm nữa là cái đường optical này nó support tín hiệu cao nhất là 96 kHz 24 bit. Và khi mà chúng ta nghe mà cảm thấy bị thiếu trầm ấy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có thể bổ sung thêm một chiếc loa subwoofer. Chúng ta có thể sử dụng với tất cả các loa subwoofer trên thị trường. Nhưng mà hay nhất thì đương nhiên hãng khuyến cáo là sử dụng những cái loa subwoofer của kép. Ví dụ như con KC, chẳng hạn cái dòng KC62 ấy, là sẽ nghe rất là chất. Và khi sử dụng với những cái subwoofer thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh thêm ở application. Và bây giờ thì hãng đã thiết kế một cái application có tên là Kép Connect. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái app đó. Các bạn lên trên App Store nhé, download cái app có tên là Kép Connect này. Sau khi download xong thì chúng ta hãy khởi chạy cái app và pair với cái loa. Khi chúng ta vào cùng một mạng ấy, với cái iPhone là nó sẽ nhận ra. Rồi, sau khi đã kết nối loa với cả cái app này thì chúng ta sẽ có cái giao diện như sau. Ở đây chúng ta có thể chọn lựa giữa các cái đầu vào như là Wi-Fi này. Khi nghe bằng Wi-Fi này nhé, chúng ta có thể nghe qua AirPlay 2 và rất là tiện. Như vậy chúng ta có thể thiết lập một cái hệ thống loa đa phòng, tất cả cùng phát một bài hát rồi bật hết tất cả lên, rất là tiện lợi. Hoặc là tắt bật từng loa nghe ở từng phòng riêng. Phần Bluetooth này, TV này, Optical này, USB và AUX, đấy là các cái đường vào. Ngoài ra là hãng hỗ trợ cho chúng ta các dịch vụ chơi nhạc như là Amazon này, Deezer, Callbox, Spotify và Tidal. Khi mà chúng ta dùng những cái app như Spotify thì chúng ta cứ chạy thẳng cái app ấy luôn. Và lập tức là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta stream qua ấy, thì dụ đây một cái bài hát này, chúng ta chỉ việc chọn luôn cái loa là LSX này là xong này. Đấy, thế là lập tức là đang là có Spotify Connect rồi. Đây, là đang chạy Spotify Connect, nó rất là tiện lợi nhé. Cứ thế là chạy thôi. Còn nếu mà muốn chạy qua AirPlay thì rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn vào đây là chơi qua AirPlay. Đấy, đấy là những cái cách thức chơi một cách đơn giản nhất. Rồi tiếp theo nhé, chúng ta sẽ trở lại với cái app kép của chúng ta. Với cái app kép này thì mình thấy rất ấn tượng cái phần mà setting này. Ở đây chúng ta sẽ tạo cho nó một cái equine setting dạng là chuyên gia nhé, expert mode. Nếu mà các bạn để trên desk mode này, trên bàn này, thì chúng ta sẽ bật phần desk mode lên. Còn nếu mà chúng ta gắn vào tường ấy, thì chúng ta bật phần ear mode. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng của cái giải treble. Đấy, tăng giảm. Rồi. Đây là những cái thiết lập mặc định. Nếu mà chúng ta không sử dụng loa siêu trầm và chúng ta muốn nghe nhiều trầm hơn thì chúng ta có thể để vào extra thì cái tiếng trầm ấy nó xuống sâu hơn. Rồi, còn đây là standard hoặc là less. Cái này là tùy vào cộng hưởng phòng nhé. Nếu phòng của các bạn mà bị cộng hưởng quá ấy, thì có thể để xuống nó bớt đi một tí. Khi mà chúng ta muốn sử dụng thêm subwoofer, chúng ta khai báo là yes vào. Và chúng ta có thể chọn các cái model loa subwoofer này. Đấy, chọn và những cái subwoofer được khuyến cáo đây có KC62 này, cho đến dòng những cái dòng Cube, Cube 10, 12, rồi T2. Và chúng ta sẽ bật cái phần high pass này lên. Và khi mà chúng ta muốn âm thanh ra cái loa siêu trầm ấy, thì chúng ta cắt bớt phần trầm ở trên cái loa chính đi. Ví dụ cái loa chính này nó xuống sâu nhất là khoảng 49 ở mức CA 6 dB.
và khoảng 53-54 ở mức suy hao khoảng tầm 3 dB thì chúng ta nên để tầm 80 thôi. Kinh nghiệm mình là chúng ta nên để tầm 80 đến 90 gì đấy. Tức là chúng ta sẽ không cho cái loa này nó xuống nhiều trầm quá. Như vậy là chúng ta có thể bật cái loa này lớn lên mà nó không bị dao động nhiều ở cái màng loa. Như vậy là cái âm thanh ấy, nó sẽ phát được lớn hơn, ít méo. Và chúng ta sẽ lúc này, ví dụ chúng ta để 80-90 nhá, ví dụ mình để 85 đi. Và lúc này chúng ta sẽ cho cái loa siêu trầm nó đánh từ 85 trở xuống, là tiếng nó sẽ không bị trồng lấn, tiếng nó sẽ rất là trong và nghe nó sẽ rất có lực. Và chúng ta cũng thể gain được cái sub gain này trên cái app này. Nói chung cái app này quá hay, rất là toàn diện. Đấy. Còn ngoài ra cũng có thể chỉnh những cái setting cơ bản khác, nhưng mà mình thấy chủ đạo là cái phần equalize setting này nó rất là hay. Và chúng ta có thể chơi nhạc không dây, chơi nhạc hoàn toàn qua giao thức không dây rất là tiện lợi. Bây giờ xin mời mọi người thưởng thức một số bài hát được bật qua Spotify Connect. My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, now I lost my best girl. She was a good woman, never done me no harm. She was a real good woman, never done me no harm. But I loved another woman, now she's up and she's gone. Thì hay rồi. Và cuối cùng là mức giá. Mức giá của sản phẩm kép LSX thế hệ thứ 2 gần như không tăng so với phiên bản cũ, chỉ là 29.990.000. Nói chung với cái số tiền là khoảng tầm 30 triệu ấy, là chúng ta gần như không thể đòi hỏi gì hơn ở một cái đôi loa nhỏ mà nhiều công nghệ mà cho âm thanh hay đến như vậy mà lại tiện lợi sử dụng đến như vậy. Đó là một trong cái đôi loa mini công nghệ hay nhất hiện nay trên thị trường, khẳng định là như vậy. Còn về màu sắc thì nhà sản xuất đem đến cho chúng ta 5 màu tất cả, rất thẩm mỹ, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Nếu như các bạn muốn cho âm thanh hay nhất thì các bạn nên cân nhắc mua thêm cái chân loa. Cái chân này là chân chính hãng, nó khoảng 8 triệu cho một cái cặp chân. Thì nó sẽ cho ra âm thanh hay nhất và chúng ta có thể set up cách xa nhau khoảng tầm 1m4 đến 1m6 là cho âm thanh tái tạo hiệu ứng stereo hay nhất. Còn nếu mà chúng ta để trên bàn máy tính ấy, thì cũng có cái phụ kiện chân kê cho cái bàn máy tính.
Đấy, thì chúng ta sẽ lựa vào các cái tình huống để có thể sử dụng các cái phụ kiện cho phù hợp. Sản phẩm này đang có tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.